chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trường Luận. Như theo yêu cầu của các bạn là các bạn rất là nhiều bạn muốn biết là cái bảng lương của mình bị trừ những cái vấn đề gì. Và nhiều bạn mà khi mà sang Nhật ấy thấy cái bảng lương mình lao động hàng tháng mình bị trừ rất là nhiều và không biết mình trừ vấn đề gì. Thì hôm nay ở trên tay này của tôi có một cái bảng lương. Tôi sẽ nói cho các bạn biết các cái mục mà tất cả các cái công ty đa phần nó sẽ trừ vào tiền lương của các bạn khi mà các bạn đang làm việc tại Nhật Bản, cho dù các bạn có làm tu nghiệp sinh, làm thực tập sinh, làm kỹ sư, làm trên 28 tiếng trở lên thì các bạn hay bị trừ những cái khoản như sau. Đầu tiên ấy là các bạn sẽ bị trừ là Kenko Hoken, tức là tiền bảo hiểm sức khỏe. Kenko Hoken là bảo hiểm sức khỏe, tức là bảo hiểm khi mà bạn đi khám chữa bệnh ở bên ngoài. Khi mà có bảo hiểm này thì bạn chỉ có chi trả 30% thôi, còn bên bảo hiểm nó sẽ trả bạn 70%. Đây là một cái bảo hiểm bắt buộc mà mọi người lao động đều phải tham gia. Nếu như mà các bạn mà không đóng cái bảo hiểm ở công ty này thì buộc các bạn phải đóng cái Kokumin Kenko Hoken ở ngoài Shiakuso ấy. Tiếp theo là một cái khoản trừ nữa mà các bạn cũng hay gặp phải, đó là Kosenenkin. Kosenenkin thì cũng là một khoản bắt buộc tất cả các người lao động, người mà trên 20 tuổi sinh sống tại Nhật Bản thì các bạn đều phải đóng Nenkin. Nenkin thì nó có hai loại, mà Kosenenkin thì các bạn làm, các bạn trừ ngay ở trong nhà máy, trừ ngay ở công ty, trừ vào tiền lương. Còn nếu như mà các bạn không trừ vào tiền lương ở nhà máy ấy, mà các bạn không nộp ở nhà máy, thì đối với những cái bạn mà một số bạn làm như làm công ty Haken mà cái Haken nó không đóng cho chẳng hạn, hay là các bạn làm tự do thì các bạn buộc các bạn phải ra ngoài si đóng cái Kokumin Nenkin nhé. Sau đó là một cái nữa các bạn cần phải đóng nữa là Koyo Hoken ấy, là bảo hiểm thất nghiệp ấy. Khi mà các bạn, công ty các bạn mà gặp các cái sự cố vấn đề gì, ví dụ như vấn đề Covid hiện nay mà công ty mà phải nghỉ cho các bạn thất nghiệp, hoặc là các bạn, công ty các bạn hết việc và công ty các bạn sa thải các bạn, thì các bạn có thể làm cái bảo hiểm này, gọi là bảo hiểm thất nghiệp, thì các bạn sẽ nhận được 60% của cái mức lương mà các bạn đã nhận ở công ty trước khi nghỉ việc. Thì ba cái bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm Nenkin và bảo hiểm thất nghiệp thì người ta gọi chung lại là Sakai Hoken. Sakai Hoken. Nếu như bạn không bị trừ ở công ty thì bạn cũng phải ra ngoài si bạn đóng. Đó là bắt buộc ấy. Ở bên cái phần khấu trừ này này, nó có một cái nữa là cái Kaze Taizo Gaku, tức là cái số tiền mà tổng số tiền mà công ty trả cho bạn trừ đi cái Sakai Hoken, thì ra cái số tiền này mà người ta sẽ tính cái số tiền này để đóng thuế thu nhập. Hoặc là cái Sotokuze, chính là cái thuế thu nhập đấy ạ. Sotokuze là thuế thu nhập. Thuế thu nhập này thì ai cũng phải nộp. Shuminze. Shuminze tức là thuế cư trú đấy ạ. Shuminze là thuế cư trú. Tùy vào, nếu như mà bạn mà phụng dưỡng nhiều người ở Việt Nam, bố mẹ mà có giấy chuyển tiền về Việt Nam, hoặc là bạn phụng dưỡng gia đình ở đây nhiều, hoặc là thu nhập của bạn thấp, thì bạn cái Shuminze này các bạn có thể được giảm, miễn trừ, giảm thấp xuống, hoặc là có thể về không. Đó thì tổng tất cả các cái khoản trừ này đi thì nó ra cái Kozo Gakuke, tức là tổng các cái khoản trừ. Và người ta lấy cái tiền lương mà công ty trả cho bạn trừ cái tổng các cái khoản trừ này thì ra cái tiền lương mà các bạn nhận về. Thì ở cái bảng lương này không có cái mục là trừ tiền nhà trọ và trừ tiền điện nước, bởi vì nhà trọ và điện nước là ở cái bảng lương này là của tôi tự sinh sống, tự chi trả. Còn đối với các bạn mà tu nghiệp sinh hay là một số bạn mà sống cùng do công ty thuê nhà cho và công ty trừ tiền nhà vào trong đó, thì nó sẽ có thêm cái khoản tiền nhà chin và cái khoản tiền nhà ga điện nước. Là thì các bạn lưu ý nhé, khi mà cầm cái bảng lương như này về thì mình phải nhìn cái bảng lương để mình biết là mình bị trừ những cái gì, và hàng tháng mình phải kiểm tra xem những cái khoản tiền này như thế nào, bị trừ được có đúng không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn hãy đăng ký cái trang Luận Japan để tôi có thể chia sẻ những cái
kiến thức ở Nhật Bản cho các bạn. Có điều gì mà chưa hiểu thì các bạn có thể inbox hỏi lại mình, comment dưới cái video này để các bạn có thể hỏi lại mình. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video lần sau.